Kính thưa cha, con xin đại diện Liên đoàn Cử tri lên đây để cảm ơn cha đã tới đây mà đem cái ngọn đuốc đấu tranh soi sáng cho đồng bào miền Bắc Cali nói chung, mà đặc biệt là các bạn trẻ của Liên đoàn Cử tri. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn. Và cái với cái nghề là con xin cha một cái thánh lễ để cầu bình an cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Con xin kính cha nhận theo. Cảm ơn cô tiến sĩ Mỹ Phương đã trao hoa cho Linh mục Nguyễn Văn Khải, đại diện cho Liên đoàn Cử tri. Và bây giờ chúng tôi ghi nhận là có hai người giơ tay. Tôi xin mời người bên này trước và người bên này sau. Xin mời bác ạ. Xin mời bác lên đây ạ. Vâng. Vâng, đây là luật sư Lê Duy Sang. Bác xin mời. Xin kính chào cha. Xin kính chào cha và quý vị. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cha nói chuyện trực tiếp. Tuy nhiên trên net thì tôi cũng có nghe nhiều buổi nói chuyện của cha. Và được biết cha có nói rằng là bây giờ đó, dân ở trong miền nước Việt Nam không còn sợ cộng sản nữa. Và trong các, nhất là trong các cái biến cố của Công giáo, thì nhiều khi nghe người dân mà nghe thấy một cha nào bị bắt thì có khi có cả hàng ngàn người hay mấy ngàn người, hàng chục ngàn người tới để mà biểu tình đòi phải thả cha ra. Và tôi cũng được biết là có nhiều cái biến cố Công giáo đã có nhiều dân chúng đã tới, có khi cũng có cả mấy chục ngàn người. Và có một vụ ở, nếu tôi không lộn thì ở miền Trung có khi cả trăm ngàn người tới. Như điều đó chứng tỏ là người dân không còn sợ cộng sản như cha đã nói. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao trong các cái buổi biểu tình mà chống Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam đã nào ở Trung Cộng thì lại rất là ít người, có vài trăm người, dăm 400-500 người. Mình nếu tung lập thì một nửa đó cũng là quyền là công an kìm nổ. Như vậy thì vào chỉ vào khoảng độ 200 người là cùng. Vậy thì xin cha cho biết tại sao nó lại có cái sự mâu thuẫn như vậy. Xin cảm ơn cha. Cháu cảm ơn bác. Vấn đề bác đặt ra là đúng là thực tế là như thế. Nhưng mà cháu xin thưa, cháu chưa bao giờ cháu nói rằng là người dân Việt Nam hiện nay á là đã vượt qua nỗi sợ. Cháu không nói chung chung thế. Nhưng cháu nói thế này, ở Việt Nam hiện nay mấy năm nay như cháu thấy càng ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ. Cháu nói là càng ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ, chứ không phải là toàn dân Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ. Nếu toàn dân Việt Nam vượt qua nỗi sợ, nếu toàn dân Việt Nam vượt qua sự thờ ơ vô cảm thì chế độ cộng sản Việt Nam đã sập rồi. Đấy, okay. Thế thì mình nói để thấy nó đấu tranh nó là một cái tiến trình. Đúng là mấy năm nay càng ngày càng có nhiều người trẻ dấn thân hơn, càng ngày càng có đông người vượt qua nỗi sợ để xuống đường đấu tranh hơn, càng ngày càng có nhiều khối dân oan nổi lên để chống lại nhà cầm quyền ăn cướp. Thế nhưng mà cái số lượng đấy á, nó đã chiếm, nó đã đạt tới mức giới hạn đông đủ, đã đạt tới cái số lượng cần thiết để mà lật đổ chế độ chưa, xin nói chưa? Cái số lượng đấy á, nó đã chiếm tuyệt đại đa số dân chúng chưa, xin thưa là chưa? Chưa nhá, chưa. Thế thì tại sao trong những sự kiện liên quan đến Công giáo lại đông người xuống đường như vậy? Ví dụ liên quan đến vụ Tam Tòa, Đức cha tuyên kêu về các hạt và về nhà thờ chính tòa cầu nguyện phản đối chính quyền, lập tức có cả trăm nghìn người về trung tâm tòa giám mục xã Đoài và hàng nghìn người về các nhà thờ, các giáo hạt. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì Công giáo mình đây là quen tổ chức rồi, quen nhất trí với nhau rồi, quen đồng cùng một niềm tin, cùng một tinh thần, cùng một tấm lòng, cùng một kiểu dẫn thân,
thì giữa công giáo mình với nhau quy tụ là dễ, công giáo các cháu mà cùng nhau quy tụ thì dễ, cùng nhau xuống đường cũng dễ. Ví dụ công giáo xuống đường ở Hà Nội á, thì cháu thấy rằng là xuống đường có khi nhiều lần với 10.000 người, là vụ 8 giáo dân Thái Hà xứ chúng cháu bị nhà nước đưa ra tòa xét xử thì có khoảng 10.000 giáo dân xuống đường. Làm sao cháu biết là 10.000? Xin thưa rằng chúng cháu đặt mua giáo dân, nói đúng là giáo dân đặt mua 10.000 cành vạn tuế ở trong Cam Ranh, Khánh Hòa, Nha Trang ấy. Phải mua lần hai là từ trong đấy xong trở về Thanh Hóa, trở về Vĩnh Phúc, rồi trở về Hà Nội, rồi mới tìm cách đưa ra nhà thờ Hà Trung và nhà thờ Khánh Hà. Thế 10.000 cành vạn tuế, lúc xuống đường mỗi người cầm một cành, thì cháu là người phân chia, từ tối hôm trước cháu chia đến các điểm, thì về sau là các có vạn tuế đó mỗi người một cành là hết sạch. Vậy là mình biết là có khoảng 10.000 người. Thế thì vào buổi trưa cháu ở trong tòa, cháu không ra đường được vì cháu làm chứng nhân ở trong tòa. Thì buổi chiều ra khỏi tòa, các giáo dân nói với chúng cháu rằng buổi trưa chúng con mua 7.000 bánh mì, mỗi người một ổ bánh mì thì hết sạch. Vậy có rất nhiều người buổi trưa về nhà ăn cơm và nhiều người ăn đi mua đồ ăn riêng. Thế nhưng mà cái số đồ ăn chung mỗi người một ổ bánh mì 7.000 ổ cũng hết. Thế thì cháu biết là xuống đường ngày đông có cỡ 10.000 người. Thế riêng công giáo thì rất là dễ thống nhất và rất dễ xuống đường. Cái ngày mà công an triệu tập khẩn cấp cháu ra tòa, ra sở công an á, là trong vòng chưa đầy 24 tiếng mà ba giấy triệu tập khẩn cấp. Thế cháu thì chưa ra sở công an để làm việc, mà chung quanh sở công an là có 300-400 người họ vây sở công an. Thế thì sở công an đóng cổng và không làm việc, đứng trên lầu nhìn xuống. Đến gần trưa cho người ra hỏi tại sao các ông bà đứng đây. Họ nói là các ông triệu tập cha chúng tôi đến đây làm việc. Chúng tôi đến đây, chúng tôi đọc trên báo thấy vậy, chúng tôi đến đây cầu nguyện cho cha chúng tôi, chứ chúng tôi có làm gì đâu. Và đang khi đấy ở sân nhà thờ Thái Hà, cháu thấy cũng 300-400 người khác ngồi sẵn ở sân đấy. Cháu hỏi ở đây làm gì, họ nói là hãy cha ra sở công an thì chúng con cùng đi với cha. Thế thì mặc dù là cháu không nói với ai, mặc dù là không một cha nào nói với ai, nhưng tự động dân họ liên kết lại, họ bảo vệ như vậy, và họ xuống đường như vậy. Rồi sau khi thấy cháu không ra sở công an làm việc, họ tự động kéo nhau ra, họ vây báo an ninh thủ đô để đòi làm việc với ban biên tập báo an ninh thủ đô, và kết án báo an ninh thủ đô là viết láo, đưa tin bố láo, giỏi trục mũ vu khống và đòi phải sửa sai. Thế thì cháu thấy tinh thần của giáo dân là xuất hay, rất can đảm, rất có kinh nghiệm, đòi công lý sự thật và rất hiền lành, không có bạo lực bạo ngôn, đấu tranh một cách cương quyết mạnh mẽ nhưng rất hiền hòa, rất hiền hòa. Thế thì công giáo dễ quy tụ. Còn lại á, xuống đường á, chống Trung Quốc á, bây giờ được 200 người ở Sài Gòn hay 2.000 người ở Sài Gòn hay 200 người ở Hà Nội hay 500 người ở Hà Nội, cháu thấy như thế là đã nhiều. Mình phải kể bao nhiêu người khác họ đi trên đường họ muốn xuống lắm mà vì lý do chưa xuống được. Mình phải kể hàng chục nghìn với hàng trăm nghìn người khác đang hướng lòng về đây. Và còn chưa kể là những người biểu tình tại gia. Việt Nam có những người kêu gọi biểu tình tại gia. Và có những chị Bùi Minh Hằng là biểu tình tại gia thật. Thế thì 200 người đó là những người gọi là những chiến sĩ gọi là hăng hái nhất, xuất sắc nhất. Và gọi là gì nhỉ? Kêu là sẵn sàng hy sinh nhất vì chính nghĩa, cho đất nước, cho dân tộc. Nhưng theo phán đoán của cháu, lúc biểu tình chống Trung Quốc xuống đường nhiều trong thời gian vừa rồi, cháu không ở Hà Nội. Nhưng theo như cháu phán đoán, cháu có nhiều điều cháu không tiện nói ở đây, vì nói ra ma quỷ nó nghe thấy nó làm hại người ở nhà. Nhưng mà theo như cháu phán đoán thì một trong lý do người ta không xuống đường đông mà mới xuống bấy nhiêu thôi, bởi vì cháu tính rằng, cháu thấy rằng là cái gì cũng vậy, nó phải tập dần dần. Bây giờ phải tập dần dần cho nó có thói quen xuống đường cái đã, và cho nó ít dần dần nó nhiều lên. Chứ đùng một cái nhiều ngay một lúc mà mình không có khả năng tổ chức, không có khả năng kiểm soát tình hình và không có bài bản, nhiều mà một khối ô hợp là rất sợ. Còn ít là một khối có kinh nghiệm tranh đấu và sẵn sàng hy sinh thì tốt hơn. Mà cháu tin rằng cứ diễn tập như vậy dần dần đó, thì xuống đường sẽ đông đấy. Thực ra thì cháu thấy là công giáo
trong những vụ xuống đường đó, là cháu thấy những người công giáo cũng sát cánh với những người không công giáo. Bởi vì sao? Bởi vì chuyện xuống đường chống Trung Quốc là chuyện của toàn dân, toàn nước Việt Nam, của mọi dân tộc ở Việt Nam, của mọi tôn giáo ở Việt Nam và của mọi công dân Việt Nam, chứ không riêng của người công giáo. Cho nên người công giáo cũng sát cánh cùng với những người khác ở cái tỷ lệ và mức độ phải chăng. Chứ bây giờ mà cháu nghĩ mà công giáo mà xuống đường mặc áo dòng như cháu đây, mà xuống đường đông như thể xuống đường đòi công lý sự thật cho công giáo, thì lúc đấy công giáo là chiếm tuyệt đại đa số, thì điều đó không tốt. Cháu thấy điều đó không tốt về nhiều phương diện cho cái sự nghiệp đấu tranh chung để giải thể cộng sản. Cho nên cháu rất mừng vì công giáo xuống đường ở cái tỷ lệ rất phải chăng so với người ngoài công giáo. Trên những cái hàng mà đi đầu tiên, cháu luôn thấy mấy người công giáo, có khi thấy bà Dung là giáo dân Thái Hà bị nhà nước bắt đưa ra tòa, thấy luật sư Lê Quốc Quân cũng công giáo, thấy nhà văn Nguyễn Hoàng Đức cũng công giáo, và thấy một số sinh viên cũng là công giáo. Thế thường ngày hay đi ở hàng đầu đấy. Bây giờ một số bị bắt rồi nhưng vẫn còn. Thế cùng với những trí thức yêu nước cũng hay đi ở hàng đầu, rồi cùng với những dân oan khác. Thì theo như cháu thấy á, cộng đồng đừng có nghĩ tưởng là dân Việt Nam 90 triệu dân mà chỉ có vài trăm người hay vài nghìn người xuống đường mà mình tuyệt vọng. Mình phải biết cái gì nó cũng phải là một quá trình, và mình phải biết là không phải ai cũng xuống đường ngay cả. Không phải những người ở nhà mà không chống Trung Quốc, và mình cũng biết là không phải xuống đường đông ngay một lúc mà tốt đâu. Cái gì cũng vậy. Mình hãy thấy những cái dấu chỉ hy vọng đấy mà nhiệt thành mà hiệp lực với nhau trong ngoài và cộng tác với nhau, liên đới với nhau để giúp cho. Nếu nó đã có ít thì tất nó đã sẽ có nhiều. Nếu đã có trước thế nào cũng có sau. Cháu tin rằng là cái truyền thống yêu nước ở trong người dân Việt Nam lúc nào nó cũng dồi dào phong phú. Nó bị kìm nén đấy, nhưng mà kìm nén đến mức độ giới hạn nào đó nó sẽ bùng nổ, và bùng nổ rất dữ dội. Cháu xin thưa với, cháu xin trả lời bác như vậy, để toàn thể cộng đồng ở đây cũng nên lạc quan hy vọng, chứ không nên buồn phiền vì chỉ có mấy trăm người xuống đường, cũng như cộng đồng người Việt ở San Jose này hơn 30.000 người, cả vùng này cả gần 100.000 người. Đừng có nghĩ rằng cả 100.000 người, 60-70.000 người ở đây mà xuống đường được bao nhiêu. Ở đây tự do xuống không bị ai cấm cả, nhưng xuống đường bao giờ được 1.000 không? Đấy, ở xứ tự do mà thế, xứ tự do mà mình làm mà không được, không bị bắt, không bị đánh gì, mà tỷ lệ cũng là số nhỏ. Nhưng mà không phải những người ở nhà, không phải là không chống cộng. Cháu thưa các bác như vậy, nếu mà ở thành phố Hà Nội 7-8 triệu dân tổng cộng, mà bây giờ mà người ta xuống đường một lúc được khoảng 100.000 dân, đó là lúc đó chế độ sụp đổ rồi. Cái tỷ lệ đấu tranh bao giờ cũng ít, mà cái tỷ lệ xuống đường bao giờ cũng ít. Nước Ai Cập 90 triệu dân, chỉ cần ở thủ đô Cairo người ta xuống đường cỡ 1 triệu dân là chính quyền của ông gì nhỉ? Mubarak sập rồi. Cho nên mình cứ tính tỷ lệ để mình thấy lạc quan, chứ còn không có nên bức xúc quá, mà nên thấy một cái nhúm lửa nó nhúm lên, mình phải thổi thêm nó vào, và mình phải khơi gợi cho nó lan tỏa ra. Đừng có thấy một nhúm lửa mà chẳng đáng gì mình lại tìm cách thổi tắt ngay thì không nên. Cháu nghĩ như vậy, và cháu xin các bác rất biểu lên. Cảm ơn. Xin mời thì sở tư toàn. Thưa cha, con tên là Lê Cường, con xin được hỏi cha về một vấn đề mà làm buồn lòng nhiều người Việt Nam, giáo dân cũng như những người không theo đạo Công giáo. Một vấn nạn mà là quá tế nhị mà rất là nhạy cảm. Làm người hỏi là con cũng hơi e ngại, và người trả lời e cũng không dễ dàng. Nhưng con tin rằng cha sẽ chia sẻ với mọi người ở đây rất thẳng thắn, không né tránh. Vì hơn ai hết, cha là chính nhân và hiểu những sự kiện này rất là tường tận. Con hỏi như thế này: tại sao trước những sự đàn áp rất ư là dã man đến những giáo dân như là ở Thái Hà, Cồn Dầu, Con Cua v.v. của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cùng với sự đập phá đến những biểu tượng thiêng liêng của Công giáo như là Thánh Giá, Thượng Đức Mẹ Sảo Tiên, mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đứng đầu là Đức Cha Nguyễn Văn Nhân vẫn chọn thái độ im lặng một cách khó hiểu và chết người, máu giáo dân đã đổ xuống mà các cha và linh mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn bình thản tình nguyện làm con chó cầm như là Đức Giáo Hoàng Benedicto thoạt tiên, tức những cái thời gian rất là ban đầu đó, có thể biện luận là
Hội đồng Giám mục Việt Nam có cách ứng phó khôn ngoan. Nhưng mà khi thời gian đã quá đủ, khi mức độ đàn áp càng gia tăng khốc liệt, thì rõ ràng Hội đồng Giám mục Việt Nam là tự biệt mình, không dám lên tiếng. Thì con xin hỏi cha là điều gì, áp lực ghê gớm nào, đến từ đâu, vòng kim cô khắc nghiệt nào đã làm Hội đồng Giám mục Việt Nam hèn nhát như vậy? Xin cảm ơn cha. Xin cảm ơn anh, là câu hỏi rất thẳng thắn. Thì nhà cháu cũng xin trả lời rất thẳng thắn. Biết sao nói vậy? Biết sao nói vậy? Bảo nói vậy cháu cũng nói theo. Thứ nhất là liên quan đến vụ như Thái Hà, như thể là Tam Tòa hay Đồng Chiêm, liên quan đến những vụ mà Cộng sản Việt Nam đàn áp Công giáo, mà gần đây nhất là Con Cu. Hỏi Hội đồng Giám mục có lên tiếng không? Xin thưa, cháu đây là người trong cuộc, cháu thấy thứ nhất phải nói rằng Hội đồng Giám mục có lên tiếng. Ai bảo không lên tiếng là không đúng. Hội đồng Giám mục Việt Nam liên quan vụ Thái Hà Tòa Khâm Sứ lên tiếng bằng hai văn bản. Một là bản quan điểm của Hội đồng Giám mục, hai là một thư trả lời, trong đó trả lời cho chính quyền Hà Nội rằng là Giám mục Ngô Quang Kiệt, Linh mục Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Văn Thật và Vũ Khởi Phục không có sai phạm gì về mặt giáo luật, để cho người ta hiểu rằng là không có lý do điều chuyển các giám mục và linh mục đó đi khỏi Hà Nội. Còn cái bản quan điểm ấy, là Hội đồng Giám mục đặt vấn đề với nhà cầm quyền Việt Nam, đòi nhà cầm quyền Việt Nam phải giải quyết rốt ráo vấn đề để đừng xảy ra những vụ như Thái Hà Tam Tòa, là đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đổi luật đất đai và phải tôn trọng quyền tư hữu của các cá nhân và tập thể. Đấy là Hội đồng Giám mục Việt Nam liên quan đến Thái Hà có lên tiếng chung. Còn lên tiếng riêng liên quan đến vụ Thái Hà và Khâm Sứ thì hầu hết các giám mục Việt Nam, hầu hết các giám mục ở miền Bắc Việt Nam trong giáo tỉnh Hà Nội đều đích thân đến Thái Hà làm lễ hiệp thông cầu nguyện sát cánh bên giáo dân Thái Hà. Cái đó còn mạnh hơn là lên tiếng nữa. Nhưng thực tế thì các vị đều có gửi thư hiệp thông. Con đây có nhận các cái thư hiệp thông của các vị gửi cho Thái Hà. Gần hết các giáo phận ở miền Bắc, trừ một giáo phận ra là chưa thấy. Còn lại, 9 giáo phận kia đều gửi thư hiệp thông. Và các đấng bản quyền đều đích thân dẫn các linh mục giáo dân đến Thái Hà hiệp thông cả. Và xa nhất ở miền Bắc là giáo phận Vinh, Đức cha Cao Đình Khuyên cũng dẫn đoàn linh mục giáo dân ra. Và nhiều đoàn linh mục giáo dân của Vinh ra tận Thái Hà hiệp thông. Và khi ra làm lễ ở đó, cháu ghi âm lời Đức cha Cao Đình Khuyên nói, chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh. Các ngài hiệp thông rất mạnh đấy. Cho nên chính vì vậy mà khi mà Cộng sản đàn áp giáo phận Vinh, đàn áp cuộc Tam Tòa hay Bầu Sen, chúng cháu ở Thái Hà cũng vào tham chiến rất tích cực. Đấy là nói Hội đồng Giám mục là có lên tiếng. Liên quan đến vụ Đồng Chiêm triệt phá thánh giá thì các giám mục ở Hà Nội cũng làm một cái thư hiệp thông chung gửi cho Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Đấy. Rồi liên quan đến nhiều vụ khác nữa thì các giám mục lẻ tẻ có lên tiếng. Ví dụ Đức cha Nguyễn Văn Tân ở Vĩnh Long lên tiếng rất mạnh mẽ phản đối nhà cầm quyền cướp đất của giáo phận Vĩnh Long và của dòng Phaolô Vĩnh Long. Và ngài viết thẳng rằng tôi phải lên tiếng, kẻo may sau hậu thế nói tôi có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Ngài viết rất thẳng, mấy lần phản đối nhà cầm quyền chiếm đất. Rồi nữa, Đức cha Oanh ở Kon Tum phản đối rất mạnh mẽ chuyện nhà cầm quyền Cộng sản chiếm đất của giáo phận và ngăn cấm việc đi giảng đạo của các linh mục, giám mục và cấm các giáo dân đi lễ. Và chính Đức cha Oanh cũng lên tiếng bảo vệ Thái Hà nhiều lần. Lần đây nhất là ngày dịp 20 tháng 11 năm 2011, Đức cha Oanh sau khi Thái Hà được tấn công lần cuối năm vừa rồi, Đức cha Oanh viết thư gửi cho các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 và có một đoạn Đức cha Oanh ủng hộ Thái Hà và khen Thái Hà. Và ngài nói tôi kính phục trước đoàn người bất khuất và luôn hiên ngang đòi công lý sự thật. Đấy là cháu nhớ cái đại khái lời ngài nói như vậy. Rồi nữa, Đức cha Oanh nhá, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt vào giữa sào huyệt của Cộng sản giữa thủ đô Hà Nội tuyên bố tự do tôn giáo là quyền nhưng phải ân huệ xin cho. Và ngài nói rằng là cái nhà tôi đang ở quân cướp nó vào nó chiếm, thì bây giờ mà nó không có giấy tờ bằng quyền được khoán gì, thì bây giờ không có đưa một cái giấy tờ gì thì đấy là thái độ của quân ăn cướp chứ đâu có phải là của nhà cầm quyền. Đức cha Kiệt nói rất mạnh, nói thẳng trước mặt nhà cầm quyền như vậy, ngài rất tiếng mạnh mẽ. Còn các và chưa kể một số đức cha khác. Còn Hội đồng Giám mục lên tiếng công khai công cộng mình thấy là như vậy.
Còn lên tiếng kín đáo với nhà cầm quyền thế nào mình không biết. Trước đây cháu thấy có những chuyện cháu bảo nhà cầm quyền thập niên 80, 90 sau hội đồng giám mục không lên tiếng. Về sau cháu nghiên cứu lịch sử cháu mới thấy là hội đồng giám mục có ra những văn bản gửi cho nhà nước Việt Nam, tức là các ngài có lên tiếng mà mình không biết, và các ngài cũng không công bố cái sự lên tiếng của các ngài ra bên ngoài. Thì cháu cũng hiểu rằng có những chuyện bố mẹ làm mà con cái không biết. Các bác hiểu không? Có những chuyện bố mẹ làm mà con cái không biết, có những chuyện cấp trên làm mà cấp dưới không biết. Theo cái sự cân nhắc khôn ngoan lợi ích của họ, họ hành động thế nào đó theo cách của họ, vì lợi ích chung của giáo hội và của mình. Cháu thì luôn tin một điều rằng là Hàn Giám Mục Việt Nam, giáo hội Việt Nam và các vị mục tử luôn hành động vì lợi ích của giáo phận mình, của giáo hội Việt Nam và của con chiên. Thế nhưng mà cách thức hành động mỗi người mỗi khác. Và sau cái vụ Thái Hà và Khâm Sứ, đến cái vụ Đồng Chiêm, thì trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam có công bố một bài viết để là ban biên tập, tức là ban biên tập của cái trang mạng Hội đồng Giám mục đó. Ban biên tập đó ra một bài viết kêu là lên tiếng hay không lên tiếng, để rồi cuối cùng kết luận là không lên tiếng. Hay nói đúng ra là các ngài chủ trương thống nhất với nhau, chuyện xảy ra ở giáo phận nào thì giáo phận đấy, giám mục đấy có quyền lên tiếng hay không lên tiếng, và lên tiếng thế nào là tùy cái cách lãnh đạo của mỗi giáo phận. Mà đấy là các ngài cũng theo nguyên tắc của Công giáo, mỗi giáo phận có quyền, mỗi giám mục giáo phận có quyền tuyệt đối trên giáo phận mình. Hội đồng giám mục cũng chỉ là một hiệp hội, chứ hội đồng giám mục cũng không có quyền trên từng giáo phận. Mỗi giám mục có quyền tuyệt đối trên giáo phận của mình. Nếu giám mục A làm giám mục giáo phận B, giám mục đó tuyên bố từ nay không hiệp thông với tòa thánh nữa, từ nay là một giáo hội độc lập và chuyển chức giám mục linh mục cho người khác thành sự 100%. Tại vì các giám mục là có quyền tuyệt đối trong giáo hội Công giáo, phẩm chất giám mục là cao nhất. Vậy thì liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, liên quan đến những vụ mà đang xảy ra mà Hội đồng Giám mục trước đây lên tiếng chung liên quan vụ Thái Hà và Khâm Sứ, sau đó thì ra bản lên tiếng hay không lên tiếng, nói là cái quyền lên tiếng, cái quyền ứng xử thế nào là tùy thuộc giám mục ở mỗi giáo phận, tùy thuộc linh mục như sĩ mỗi giáo phận. Chứ Hội đồng Giám mục tôn trọng cái sự độc lập tự do của mỗi giáo phận chứ không lên tiếng chung, thì đấy cũng là lên tiếng. Thế thì chuyện nó thật sự nó là như vậy, và cháu xin nói thẳng như vậy để cho mọi người thấy. Nhưng mà cháu cũng rất lạc quan về tình hình giáo hội Việt Nam. 5 năm trước đây cháu vác kính hiển vi soi cả nước chẳng thấy giám mục nào lên tiếng cả. Thế mà 4 năm vừa rồi cháu thấy Đức Cha Kiệt tuyệt vời, cháu thấy Đức Cha Hoàng Đức Oanh tuyệt vời, cháu thấy Đức Cha Long ở ngoại quốc tuyệt vời ở Úc, cháu thấy Đức Cha Tân tuyệt vời, cháu thấy Đức Cha Cao Đình Thuyên tuyệt vời, rồi cháu thấy là Đức Cha Thiên ở Hải Phòng và các Đức Cha miền Bắc cũng tuyệt vời. Rồi gần đây nhất mới hôm nọ Đức Cha Hợp tuyên bố chúng tôi đòi công lý cho con cuông, đây là giọt nước tràn ly, chúng tôi đòi công lý cho những nạn nhân bị bạo hành. Là cháu thấy bây giờ Đức Cha Hợp cũng chủ trương đòi công lý và cho cả giáo phận Vinh hành động theo lối truyền thống để đứng lên phản đối mạnh mẽ bạo quyền chấn áp tôn giáo. Thì là cháu thấy lại thêm được một giám mục nữa, 6-7 giám mục, tức là cái con đường đấu tranh đòi tự do tôn giáo, con đường đấu tranh đòi công lý sự thật càng ngày càng phát triển, càng ngày càng mở rộng và số người tham gia càng ngày càng đông. Cháu thấy vậy để cháu lạc quan hy vọng, chứ so với 5 năm trước thì tình hình bây giờ tiến triển đã khá xa, và bởi vậy cho cháu luôn hy vọng lạc quan tin tưởng. Và đối với cháu, trước khi trách đòi người làm thì cháu phải tự mình bảo mình phải dấn thân làm trước. Trước khi đòi ai làm, cháu phải làm cái đã. Trước khi đòi tập thể nào làm, cái hạn cháu phải làm trước. Trước khi đòi dòng tu nào làm, dòng tu quốc tế cháu phải làm trước. Trước khi đòi giám mục nào làm, chúng cháu phải làm trước. Và cháu nghĩ rằng mình cứ làm, phong trào nó đi tới. Và rồi có khi vua, có khi dân chúng theo lãnh tụ, nhưng cũng có khi lãnh tụ lại theo dân chúng. Nó tùy từng thời điểm, tùy cái thời thế. Thế thì tình hình nó đang lạc quan hơn. Cho nên là cháu không có trách móc gì các đấng bậc, mà cháu lại thấy là lạc quan hy vọng. Nhưng bây giờ 6-7 giám mục là mạnh mẽ lên rồi. 5 năm trước các bác có thấy ai không? Không thấy ai cả. Mà chưa kể là giáo dân nữa nhá. Giáo dân bây giờ càng ngày dẫn thân càng nhiều. Nguyên kết điểm năm ngoái nó bắt 17 thanh niên công giáo. Có bao giờ một lúc bắt 17 thanh niên công giáo trong mấy chục năm nay? Nguyên cái sự kiện bị bắt đó nó chứng tỏ cho rằng giáo dân dấn thân càng ngày càng nhiều, càng đông và càng trẻ. Và cái vụ như ở Con Cuông mới đây, rồi mấy tuần trước đây giáo phận Vinh tập họp ở các hạt cầu nguyện, quá hay. Còn Thái Hà mấy trước chỉ có Thái Hà thắp nến thường xuyên, bây giờ Sài Gòn Kỳ Đồng thắp nến, nhiều giáo xứ ở Hà Nội vẫn thắp nến. Cho cháu thấy là gì,
càng ngày phong trào nó càng mở rộng, càng lan tỏa, ngọn lửa công lý, hòa bình, tự do dân chủ nó rực cháy. Từ giáo dân cho giám mục tham gia càng ngày càng đông, thì cháu thấy là lạc quan hy vọng đấy. Và hội đồng giám mục ứng xử nguyên tắc thẳng thắn như cháu thấy là như vậy. Cái gì cháu biết thì các bác cũng đã biết, cái gì cháu chưa biết thì các bác chưa biết thì cháu cũng chưa biết, vì cháu chỉ là một tu sĩ quèn. Còn muốn hỏi sâu hơn nữa, biết kỹ hơn nữa, xin các bác đấy nhá, cứ hỏi hội đồng giám mục đấy, cứ hỏi giám mục chủ tịch đấy nhá. Thế cháu đây, bởi vì họ là cấp cao mình cấp nhỏ, họ làm gì mình đâu biết, mà họ đâu có bổn phận phải cho mình biết. Mà cháu thì cháu cũng biết cái nguyên tắc này nữa, là ở đời ấy, cái gì cũng vậy, mình phải có thời gian kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi để sự thật được sáng tỏ. Mình không trí mình giới hạn, người mình giới hạn, mình không thể biết mọi sự thật ngay một lúc được. Mà giả như bây giờ Chúa cho mình cái ơn biết sự thật về mình, về người ngay một lúc, biết toàn thể sự thật về người thì kinh lắm, mình chết mất. Thật sự, bây giờ ví dụ như ông tướng với bà tướng đây, cháu gọi vui là tướng ông với tướng bà. Nếu bây giờ, mà bây giờ các ông với các bà mà biết toàn bộ sự thật, chồng biết toàn bộ sự thật về vợ, vợ biết toàn bộ sự thật về chồng, hỏi ra còn sống hạnh phúc được nhau nữa không? Cháu nói như vậy, cháu phải từ từ kinh nghiệm. Đấy là cháu xin thừa hết đấy nha. Cảm ơn các bạn. Vatican của chính quyền Việt Nam, của hội đồng giám mục, những chuyện đó mấy vị lớn làm với nhau. Mình là cấp bé, nhất lại là tu sĩ dòng, ở trong dòng, không phải là linh mục triều, không phải trong giáo phận, không phải là trong hội đồng giám mục, làm sao biết được. Ngay cả chuyện mà Đức Cha Kiệt từ chức, mà có giám mục nói với cháu mà ngay ngài là giám mục ở trong hội đồng giám mục, ngài cũng bất ngờ, ngài không biết, thì làm sao cháu biết. Cho nên mình buồn thì buồn, đau thì đau, mình phải chấp nhận thôi. Và hỏi tại sao Đức Cha Kiệt phải từ chức như vậy. Cháu thấy cái chuyện ngài từ chức quá nhanh, quá bất ngờ, với lý do sức khỏe. Thì cháu thấy cái chuyện ngài từ chức nó không bình thường, có đúng không cả nhà? Ai cũng thấy nó không bình thường. Nhưng lý do tại sao thì mình không có cái tiếng nói chính thức. Hội đồng giám mục chỉ giải thích cho mình biết là Đức Cha Kiệt từ chức vì lý do sức khỏe. Đức Cha Kiệt thì đã viết đơn nói rõ là tôi từ chức vì lý do sức khỏe. Có thế thôi. Và ngoài lý do sức khỏe ra thì mình không biết vì có lý do nào khác. Thì cháu vừa nói các bác, mình thấy nó không bình thường, mình biết vậy. Còn sự thể bên dưới nó là vấn đề gì? Và có bằng chứng nào để giải đáp? Có nhân chứng, có vật chứng nào, có bằng chứng, lý chứng nào để giải đáp cái câu hỏi đấy, cái vấn đề đấy? Thì xin thưa các bác không có, cháu cũng không có. Còn tất cả những gì các bác nghe nói về nhân vật này, nhân vật kia, tất cả những gì các bác nghe nói chỗ này, chỗ kia, tất cả nó đều là tin hành lang. Các bác hiểu không? Tất cả nó đều là tin hành lang. Tất cả nó đều là những nguồn tin không chính thức. Nó là tin hành lang không chính thức. Thế những tin hành lang đó thì nó vận động theo quy luật của tin hành lang thôi. Có thể có thể không có. Có thể đúng, có thể không đúng. Có thể nó làm vậy, nhưng có thể nó không làm vậy. Tùy mỗi người tiếp cận tin hành lang đó theo cái ngả nào. Nhưng mà mình biết là trong cái thế giới thông tin, người ta đồn đại như vậy thì mình biết như vậy. Còn có bằng chứng để khẳng định như vậy không thì chưa. Có chuyện gì thì mình cứ phải bình tĩnh, đợi thời gian. Bằng chứng liên quan đến vụ từ chức của Đức Cha Kiệt mới nhất mà nếu có thể tin được, đó là hai bức thư của Tòa Đại sứ Mỹ từ Hà Nội phát về Washington. Rồi là cái gì nhỉ? WikiLeaks nó lấy được mấy trăm ngàn văn bản ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ, nó công bố ra, trong đó có hai cái điện văn ngoại giao của Tòa Đại sứ Mỹ từ Hà Nội chuyển về Washington. Thì theo cái điện văn đó họ nói lơ mơ thế nào đấy, mình không biết có tin được hay không, nhưng họ nói lơ mơ thế nào đấy rằng thì là Đức Cha Kiệt đó phải từ chức là theo sự sắp xếp của Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam. Thế thì mình chỉ biết lơ mơ vậy thôi, bởi vì cái trang mạng đó cũng không có thể tin được. Và những cái bản văn đó độ chính xác đến đâu mình không thể biết được. Rồi cái anh làm điện văn của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, anh nó biết thông tin đến đâu mình cũng không thể biết được. Thế thì ở ngoại quốc này báo người Việt cũng đưa tin, và trên các trang mạng mình có thể vào kiếm ra bản tiếng Anh được, thì mình chỉ biết đấy là nó là như vậy. Còn ấy, cụ thể thế nào, cháu xin thưa mình cứ phải kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi, lịch sử dần dần sẽ làm sáng tỏ. Đừng có mong biết hết ngay một lúc. Có những chuyện mình không có quyền được biết,
có những chuyện người khác làm mà có quyền giữ bí mật. Còn lại ấy, điều quan trọng hơn là thế này, điều quan trọng hơn là theo cháu là mình phải thấy rằng Chúa là chủ lịch sử, như cháu là người có đạo, cháu tin Chúa là chủ lịch sử và Chúa sẽ biến mọi sự dữ nên sự lành. Chúa làm cho mọi kẻ, Chúa làm cho mọi sự trở nên xích ích cho những ai yêu mến người. Thánh Phaolô nói vậy. Còn ông Giuse bị bán sang Ai Cập, ông nói Chúa làm cho sự dữ trở nên sự lành. Vậy Đức Cha Kiệt bây giờ về dòng Châu Sơn ở, sống trong Lan Viện Châu Sơn, hàng ngày các đoàn hành hương đến thăm ngài và tĩnh tâm. Trên đường đến đó hành hương, trong đầu họ tâm niệm tự do, tâm niệm công lý sự thật, tâm niệm chuyện tự do tôn giáo là quyền chứ không phải ân huệ xin cho. Bất kể ai hành hương về đó đều tâm niệm cái tinh thần tư tưởng đấy. Và về đấy lại được Đức Cha Ngô Quang Kiệt hướng dẫn, giảng dạy, gặp gỡ. Rồi á, bây giờ Lan Viện Châu Sơn theo như cháu thấy, hết đoàn sinh viên này, đoàn sinh viên khác, hết nhóm giáo dân xứ này, giáo dân xứ khác, không phải chỉ của Tổng giáo phận Hà Nội mà của toàn thể các giáo phận ở miền Bắc và cả miền Nam và thậm chí cả ngoại quốc về. Bây giờ cái Lan Viện Châu Sơn trở thành một trung tâm hành hương lớn, một trung tâm đào tạo tinh thần công lý sự thật lớn, một trung tâm tạo cho người ta cái tinh thần tự do lớn. Và Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt như cháu nhận định, thay vì trước đây là Tổng giám mục của riêng giáo phận Hà Nội, bây giờ ngài về đấy, ngài chẳng có quyền đến giáo phận nào, nhưng trên thực tế ngài là giám mục của toàn dân Việt Nam và cách riêng là của toàn thể các giáo phận ở Việt Bắc. Mọi người đến thăm cháu thấy rất hay, Chúa làm việc là rất hay, rất hay. Và trong lòng mọi người Việt Nam, trong lòng mọi người giáo dân Hà Nội, trong lòng mọi người giáo dân ở miền Bắc Việt Nam ấy, mà trong đó có cháu ấy, thì họ vẫn coi trong lòng là Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt mới là mục tử đích thực của họ. Cái đó mới là cái tuyệt vời. Amen. Về Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt thì phải nói cho đến nay vẫn còn một dấu hỏi lớn. Nhưng mà trong tâm tư của tất cả người Việt trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam, thì Đức Giám mục Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là vị, một vị chủ chiên nhân lành. Ai cũng coi ngài như vậy. Và ngài là ngọn đuốc để mà soi dẫn cho tất cả những cuộc tranh đấu, cho đức tin, cho tự do tôn giáo. Ngài bị oan ức, điều đó không ai chối cãi hết. Và xin thưa như vậy. Và bây giờ xin mời bác Võ Đài ạ. Dạ kính cha, con đã nghe cha thuyết trình, chúng con rất là phấn khởi. Ở đây chúng con có những cái cuộc biểu tình mỗi lần á, mà nghe ở trong Việt Nam sẽ tổ chức biểu tình, thì chúng con ở đây có liên đoàn cử tri, có lương tâm công giáo, có ủy ban trong cộng, có tập thể của anh em quân đội. Chúng con biểu tình trước một ngày, rồi nhờ cái internet của anh Việt Vùng Vịnh, anh Huỳnh Lân Thiện và anh Việt Vùng Vịnh gửi về Việt Nam. Con có câu hỏi như là luật sư Sang vừa nói. Chúng con làm cả năm nay, khi trong đó bắt đầu có biểu tình là chúng con biểu tình trước một ngày để khuyến khích trong đó. Thì vẫn thấy là mỗi lần biểu tình cũng có 100-200 người, chứ như cha nói là kiên nhẫn thì chúng con cũng kiên nhẫn lắm, thì và vẫn không có thấy ở trong đó như là có một số người đông hơn. Thành thử theo ý của cha đó, thì chúng con tiếp tục làm thì có effect được cái gì ở trong Việt Nam không? Và hồi trước chúng con biểu tình ngày Chủ nhật thì không có Bộ Việt Cộng ở đó, không có Trung Cộng ở đó. Thì anh Vũ Huyên Trưởng ở Ủy ban Trung Cộng mới đổi lại ngày thứ sáu để Đức Tòa Tổng lãnh sự của Trung Cộng và Việt Cộng có tụi nó ở đó để biểu tình. Nhưng mà vẫn thấy trong đó không có một cái sự gì thay đổi hết. Và trước một cái để khuyến khích trong đó thì cha có ý kiến là chúng con nên tiếp tục làm như vậy, thì trong đó có nhận được và có thông cảm được cái sự diễn rỡ của phía ngoài không? Xin mời cha. Cảm ơn câu hỏi của bác. Cháu xin thưa thế này, mình phải thấy rằng là bây giờ thế giới á, thế giới bây giờ trong thời buổi toàn cầu hóa nó giống như một ngôi làng nhỏ, và nhờ internet thì mọi người gắn kết với nhau nó chặt chẽ hơn. Và một cái việc làm nhỏ của một người ở nơi này nó cũng tác động mạnh mẽ đến nơi kia. Các bác ở đây biểu tình chống cộng,
chống Việt Cộng hay chống Trung Cộng đều tốt. Và các bác ở đây biểu tình thì các bác ở đây biểu tình thì chúng cháu ở Việt Nam cũng biết. Và ở đây biểu tình, ở trong nước biểu tình, hai nơi đều biểu tình, trong ngoài biểu tình. Như vậy khí thế nó mới lên và mới hay. Chứ bây giờ các bác ở đây mà các bác đi biểu tình vậy, các bác bảo không biết ở bên kia có biết hay không, cháu xin thưa là biết rõ. Những người bình dân ở Việt Nam họ vào các trang mạng họ biết cả cách vượt tường lửa. Những người mà đi xe ôm mới làm đồng nát, làm nghề ve chai, chính họ vượt tường lửa, in lên những bài rất là hăng hái của đồng bào hải ngoại viết đưa lên và đưa cho cháu đọc, cháu mới ngạc nhiên. Cháu hỏi các cái bài này các bà lấy ở đâu, bảo lấy ở trang mạng đấy đấy, như vậy ô tô truyền tay nhau phát công khai, phát cả cho cha. Cần có những trang mạng mà cháu không phải là cháu dạy cho họ biết, mà chính họ dạy cháu biết. Cháu mới biết là người dân hăng hái. Thế thì cháu xin thưa nhá, các bác biểu tình ở đây là trong nước biết đấy. Mà trong nước biểu tình ở đây, biểu tình thì tinh thần mới lên đấy, mới tốt đấy. Mà cái gì cũng vậy, có trong có ngoài mới hơn đấy. Còn nếu bây giờ các bác bảo không biết trong nước có biết không, bây giờ các bác chấm dứt biểu tình. Cháu nói ấy, các bác ở đây mà chấm dứt biểu tình là Cộng sản ở đây nó mừng và Cộng sản Việt Nam nó cũng mừng. Nó vỗ tay khen thưởng, vỗ tay khen thưởng. Cho nên các bác cứ biểu tình. Mà hơn nữa mình đừng có đạt cái kết quả gì to lớn vội vàng. Mình phải ý thức rằng việc làm của mình là chính nghĩa, mình phục vụ chính nghĩa. Mình á, không chưa thành công thì cũng thành nhân. Cháu cũng luôn hành động theo nguyên tắc của ông Nguyễn Thái Học cũng nói, không thành công cũng thành nhân. Mình phải làm như vậy vì mình là một con người. Nếu mình không làm vậy, mình không là một con người, càng không là người Việt Nam yêu nước, yêu quê hương, yêu giáo hội của mình. Mình phải làm vậy, mình mới là người. Còn nếu không, mình là con vật. Chỉ con vật mới biết chỉ chăm lo cho lớp lông và bộ da của mình. Đấy, cháu nghĩ như vậy. Cho nên cháu xin các bác đã biểu tình rồi, tiếp tục biểu tình. Đã tham gia cổ vũ người trong nước rồi, thấy người trong nước biểu tình chưa đông như các bác mong muốn, thì các bác phải làm mọi cách giúp đỡ để làm sao người trong nước biểu tình đông hơn nữa. Thế, cháu xin hết. À, vâng, cảm ơn cha. Ban tổ chức cho chúng tôi biết rằng là trên nguyên tắc thì 5 giờ phải chấm dứt, nhưng mà tôi đã yêu cầu là xin thêm 15 phút để, tại vì có nhiều câu hỏi chưa hỏi hết và cha cũng muốn tâm tình thêm. Vậy thì cái người tiếp theo chúng tôi xin mời anh Bùi Huynh Trưởng ạ. À, và sẽ mời một người trẻ đây sau, mời anh Bùi Huynh Trưởng. Cảm ơn anh Ngô Đức Diệm. Kính thưa cha, kính thưa tất cả quý vị. Có lẽ quý vị ở đây cũng có nhiều người biết tôi và thấy tại sao tôi nói chuyện với cha Khải rất là trang trọng, quý mến và kính trọng ngài. Bởi vì cha Khải tuổi vừa bằng tuổi người con lớn của tôi. Nhưng mà tôi rất kính trọng cha Khải và xưng với cha là cha và con. Tuy nhiên có nhiều linh mục ở đây bằng tuổi tôi, lớn hơn tuổi tôi gọi bằng linh mục và tôi. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy không phải tôi. Cha Khải đối với tôi nhìn là một ngôn sứ, là một người được trời cho một cái sự thông minh và nói ra những lời để cho tất cả mọi người nghe và thấy rằng đó là những lời chân thật và không có gì gọi là phải mâu me, phải nói một cái cách là nói chung ra là cha Khải nói chuyện rất bình dân nhưng rất lôi cuốn, và những sự trả lời của cha Khải rất là tinh tế và hầu như có thể gọi là không bắt bẻ được. Chúng tôi nhìn cha Khải là một cái gương báu của Việt Nam, của giáo hội Việt Nam và của nhân dân Việt Nam. Xin anh trưởng đặt câu hỏi nhiều hơn. Cái điều mà tôi muốn nói, xin lỗi đặt câu hỏi vào, tại vì tôi đã nói là cho tôi trình bày một tí, là bởi vì như thế này. Cái điều trước khi tôi nói đó, thì phải cho nó có đầu có đuôi, nếu không người ta sẽ vặn tôi và người ta sẽ chửi tôi. Và tôi đã nói mỗi người 2 phút, thành ra xin anh nói. Tôi sẽ rất ngắn, là bởi vì như thế này. Xin nếu mà anh Diễm nói như vậy thì tôi xin cắt hết. Và tôi chỉ xin hỏi cha một câu rằng là, xin nói với cha một câu rằng là, cha có lời nào để nói với các linh mục Việt Nam ở hải ngoại này, khi chúng ta thấy rằng rất ít linh mục đến tham gia các cái công cuộc chung của cộng đồng, của những người chống cộng ở đây. Xin cảm ơn cha.
Cảm ơn anh trưởng và xin mời cha qua. Dạ, xin cảm ơn bác phụ huynh trưởng, cảm ơn những lời tốt đẹp của bác dành cho cháu, nhưng mà không khéo là cũng nguy hiểm cho chính cháu đấy. Cháu xin ý thế này nhá, là cháu xin thưa thế này này, có quyền nói trên các linh mục ấy, là chỉ giám mục giáo phận của các linh mục mà thôi, chỉ đức giám mục giáo phận của các linh mục mới được quyền nói trên các linh mục, và chỉ có các bề trên hợp pháp của các linh mục mới được nói trên các linh mục. Ví dụ cháu cần sửa dạy gì, lúc cháu ở Hà Nội, cháu tham gia chiến đấu cho công lý và sự thật, cháu bị công an bắt, cháu mặc thường phục nai lịt hóa trang đi để người ta không biết là Nguyễn Văn Khải, thế xuống đường tham chiến thì bị công an cộng sản bắt lôi đi. Trong lúc đang lôi đi thì các giáo dân thấy anh này làm truyền thông chắc là tốt, cho nên đó là họ đến họ đấu tranh với công an, họ giằng co với công an, đánh lại công an để giằng cháu lại và chặn đường cho cháu thoát, chặn công an để cho xe ôm cho cháu thoát. Thế thì có thầy trong tòa giám mục Hà Nội chụp được cái hình đó, họ đưa về cho Đức Cha Kiệt, họ bảo đấy là cha cả. Thế là Đức Cha Kiệt sợ cháu bị mất mạng chăng mới không dám nói với cháu, vì Đức Cha Kiệt đâu có quyền trên cháu. Đức Cha Kiệt là giám mục, chỉ có quyền trên giáo phận của ngài thôi. Cháu là linh mục dòng cũng thế, dù làm việc trên giáo phận Hà Nội nhưng Đức Cha Kiệt không có quyền gọi cháu nói cái gì bao giờ. Đức Cha Kiệt phải gọi bề trên cháu là cha Trịnh Ngọc Hiên lên, nói rằng cha Hiên, xin cha bề trên nói với cha Khải đừng làm như thế nữa, kẻo nó đánh mất mạng. Thế cha Hiên truyền cho cháu rằng không được làm như thế nữa. Thế nhưng mà nếu không làm như thế thì ai làm truyền thông công lý sự thật? Cho nên á, cháu vẫn phải làm kín đáo và làm từ xa, và lúc đó cháu phải đào tạo cấp tốc một số tu sĩ nam nữ và một số giáo dân già trẻ lớn bé để hành nghề một cách là kín đáo âm thầm mà vẫn đầy đủ tin tức hình ảnh, và bản thân cháu cũng vẫn khéo léo hành nghề. Ví dụ không cho mình hành nghề riêng thì đến lúc nào đó mình đi đâu đang chắp tay thế này, chắp tay thế này, nhưng mà máy ảnh để trong túi thế này, trong cái áo thế này vẫn ngon lành đấy không? Thấy công an xuất hiện đánh người, bắt người một cái lập tức rút ra quay phim chụp ảnh, chụp vài khác, quay phim một đoạn lại chụp một đoạn, quay phim vài khác, vẫn có các đoạn đưa lên. Cháu phải nói lại thế này, khi cháu làm cái thông cáo là cầu nguyện để cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sáng suốt dừng các dự án khai thác bô xít và kêu gọi mọi người ký tên chống bô xít, chống khai thác bô xít, thì công an Hà Nội 6 giờ chiều vào gặp Đức Tổng giám mục Kiệt, yêu cầu Đức Tổng giám mục Kiệt lệnh cho Nguyễn Văn Khải phải hạ thông cáo xuống và chấm dứt cầu nguyện ký tên. Đấy là chiều thứ 6, 6 giờ chiều. Thế Đức Cha Kiệt trả lời với công an thế này: tôi chỉ có quyền đến các linh mục thuộc giáo phận Hà Nội chứ không có quyền đến các linh mục dòng. Thứ nhất, thứ hai, tôi chỉ có quyền đến các linh mục khi các linh mục hành xử các vấn đề liên quan đến tín lý và luân lý. Còn cũng là các linh mục thuộc quyền tôi, nhưng khi các linh mục có ý kiến và có hành động về các vấn đề xã hội thì tôi không có quyền ý kiến. Đấy là chuyện riêng của các linh mục. Nếu các linh mục làm đúng sai thế nào với luật pháp quốc gia thì luật pháp quốc gia làm việc với từng người chứ không phải tôi có quyền. Đức Cha Kiệt trả lời vậy một cái, công an Hà Nội biết không làm gì được, thế là rút khỏi tòa giám mục mau chóng và về 8 giờ tối mang cái giấy triệu tập khẩn cấp thứ nhất đến nhà thờ Thái Hà cho cháu. Thế đấy, cháu nói vậy để các bác biết rằng quyền nói trên các linh mục chỉ là các giám mục giáo phận và các bề trên hợp pháp của các đương sự là thứ nhất, chứ không ai có quyền nói các ngài. Rồi, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai cháu xin thưa, quan điểm của cháu như cháu đã nói, người cháu rất thông cảm với các linh mục ở trong nước và ngoài nước, vì các linh mục bận ngập đầu ngập cổ chuyện mục vụ. Cháu ở Thái Hà dấn thân chuyên nghiệp cho công lý sự thật là vì sao? Rồi những lúc nóng ấy, có 5-7 cha dấn thân suốt ngày cho vấn đề công lý sự thật, đang khi có 15-20 cha khác lo làm việc phục vụ thay, tức là làm lễ thay, giải tội thay, gặp gỡ dân chúng thay. Nhà giống cháu đông người, mới có người chuyên nghiệp làm như thế được. Còn các linh mục coi sứ, việc an táng, việc kẻ liệt không thể dừng được, việc giải tội không thể dừng được, việc lễ lại hàng ngày không ai thay được. Làm sao mà cháu mà lại đi đòi các linh mục làm như cháu, có mà cháu đầu quay quay à?
không được. Mà quan trọng hơn, nhưng mà không phải các linh mục không làm như cháu, mà các linh mục không ủng hộ công lý sự thật. Mình phải biết tôn trọng cái tự do của mỗi người, tôn trọng lập trường quan điểm của mỗi người, tôn trọng cái hoàn cảnh, cái vị trí riêng của mỗi người. Và cái điều kiện để mà đấu tranh cho nó được tốt đẹp ấy, để liên kết đấu tranh cho nó tốt đẹp ấy, thì mình đừng có thấy người không giống mình mà lên án người. Đừng có thấy người không chưa dân thân với mình mà đã vội kết án người. Mình phải làm sao để cho người ta đến lúc nào đấy người ta giác ngộ và người ta dấn thân theo mình. Mình đừng có mất kiên nhẫn nóng vội mà hỏng mất việc lớn. Đấy là nguyên tắc cháu xin thưa. Và cháu xin thưa, hàng linh mục ở Việt Nam ấy, và cháu sang ngoại quốc này, cháu gặp rất nhiều linh mục có tinh thần chiến sĩ, rất nhiều linh mục gọi là dấn thân từ trong quốc hội Hoa Kỳ đi vận động hành lang cho đến sang châu Âu. Nhiều linh mục gặp cháu ở Đại hội Thánh Thể, cháu thấy rất mừng. Và nhiều linh mục mời cháu đến nói chuyện với giáo dân, với các giáo sư. Nhưng mà như vậy á, không có nghĩa là cháu đòi mọi linh mục phải làm như thế. Và những linh mục không làm như thế không phải là không ủng hộ công lý sự thật. Họ có cái cách của họ để làm thế nào đó. Trên thế gian này có nhiều con đường để đi đến đích. Mỗi người tiếp cận một phương diện. Mình phải có cái nhìn rộng lớn và quảng đại và thông suốt để mình làm sao tổ chức cho việc chung nó khéo. Nhưng mà cháu vẫn thấy ở Việt Nam á, miền Bắc cũng như miền Nam, càng ngày cháu càng thấy có nhiều linh mục dân thân, càng ngày càng có nhiều linh mục lên tiếng và lên tiếng hết sức mạnh mẽ. Ngay tại địa phận Hà Nội, cháu gặp rất nhiều linh mục đáng tuổi em cháu, có khi chịu chức linh mục sau cháu cả gần chục năm, nhưng dân thân mạnh mẽ vô cùng và cháu rất tự hào. Cháu có một lần cháu lỡ nói tên vài người, sau đó ở trong nước có tin ra bảo vì cha nói tên mấy người như vậy cho nên mấy cha nó được chiếu cố hơn. Bây giờ cháu không dạy gì kể tên ai nữa. Mặc dù chẳng phải đợi cháu kể tên đâu. Không cần đợi cháu kể tên thì công an cộng sản nó cũng biết ở miền Bắc Việt Nam những linh mục nào hăng hái và sẵn sàng sống chết với cộng sản. Đấy, cháu thấy càng ngày càng có nhiều linh mục dấn thân hơn. Trước đây cháu chỉ thấy một cha Lý, chứ bây giờ cháu đếm bằng tay không, cháu phải thấy vài chục linh mục dấn thân mà tổ chức còn tốt hơn cha Lý. Cha Lý chỉ lên tiếng bằng lời thôi. Còn cái quan trọng là tổ chức bằng hành động. Cái đó mới ăn thua. Mà cái yếu nhất của cách mạng Việt Nam hiện nay là tổ chức thành lập. Cháu thấy rất nhiều linh mục ở miền Bắc biết làm như thế. Đấy là, và cháu nói vậy, cháu xin các bác trả lời dài vấn đề này, nó trở lại vấn đề lúc nào. Cháu nói vậy để cho các bác nào là công giáo thấy. Riêng cháu là công giáo ở Việt Nam, miền Bắc cháu thấy. Giáo hội công giáo Việt Nam trước sau vẫn là giáo hội đoàn kết nhất, thống nhất nhất. Giáo hội công giáo Việt Nam trong ngoài trước sau vẫn là một cái cơ chế tổ chức mạnh nhất trong các tôn giáo ở Việt Nam. Và giáo hội công giáo Việt Nam theo như cháu thấy vẫn là một tổ chức tôn giáo chống cộng sản mạnh mẽ và hăng hái nhất. Đấy là sự thật. Cháu xin nói. Bởi vì ấy, trong những năm gần đây chưa bao giờ cháu thấy các tôn giáo khác liên quan đến vấn đề nội bộ của tôn giáo mình mà có được những cuộc xuống đường đông đảo như công giáo, như ở Vinh hàng trăm người. Các bác có thấy các tôn giáo khác ngoài công giáo mà tổ chức hội tụ đông đảo hàng trăm nghìn người phản đối bạo quyền cộng sản, vi phạm tự do tôn giáo giống như ở giáo phận Vinh mấy hôm nay đang làm không? Giống hàng chục nghìn người xuống đường như công giáo ở Hà Nội, có tôn giáo nào làm được như thế không? Cháu thấy các tôn giáo khác đấu tranh rất tích cực, rất hy sinh, như Phật giáo, như Thầy Thích Phổ hy sinh vô cùng, như thể là Thầy Thích Huyền Quang trước đó, các bậc hòa thượng đáng kính vô cùng, các thầy như tôi Phật giáo Hòa Hảo, như thể hiện tại Nguyễn Thanh Liêm là hội trưởng, và bao nhiêu chức sắc khác Hòa Hảo đấu tranh sống chết với cộng sản. Cái Tin Lành cũng nhiều mục sư bị giam bị tù. Nhưng mà nói một cách cụ thể này, có một tôn giáo nào mà huy động được tín đồ của mình đông đảo xuống đường như công giáo ở Hà Nội và như Vinh không? Cháu thấy bây giờ cháu mong là các tôn giáo kia đông hơn công giáo, xuống đường được cái tỷ lệ đông hơn công giáo thì cháu mừng vô cùng. Mặc dù các tôn giáo đấy, các chức sắc cũng dấn thân rất mạnh mẽ, nhưng cái hiệu quả trên cộng đồng cũng không được như vậy. Cháu nói vậy là cháu nói khách quan đấy. Chứ còn là việc của Việt Nam mới là việc của toàn thể các tôn giáo, của toàn thể mọi công dân, mọi tổ chức, mọi cá nhân, chứ không phải của riêng công giáo. Nhưng mà thực tế, cháu nói vậy để cho những ai là công giáo đừng mặc cảm với giáo hội của mình. Các quan điểm. Đừng mặc cảm và đừng bi quan với giáo hội của mình. Hãy tin tưởng chứ đừng có hoài nghi. Hãy lạc quan chứ đừng hy vọng. Lạc quan chứ đừng bi quan. Và hãy hy vọng như cháu, ít ra cũng như cháu, chứ đừng thất vọng. Cháu xin đấy. Vâng, cảm ơn cháu.
Thực ra thì bổ sung thêm đó, thì có thể cái vị trí của cha, cha cũng khó mà nói về các cha khác. Nhưng mà giáo dân chúng ta có thể nói được đó anh trưởng. Và chính chúng tôi và nhiều người giáo dân cũng đã thưa lên viết những bài để mà nói về là các linh mục nên có thái độ đồng hành với dân tộc và đồng hành với giáo hội như thế nào, việc đó chuyện cần thiết. Xin mời người bạn trẻ đứng bên này. À, chúng tôi chỉ chấp nhận hai câu hỏi nữa mà thôi, một câu hỏi người bạn trẻ và một câu hỏi của anh Mỹ Lợi, à, và thêm một người thứ ba nữa, và chúng tôi xin thật ngắn là tại vì đã đến giờ, nhưng mà chúng tôi xin thêm mời. À, dạ thưa cha, à, con tên là Hoàng Quốc Phong. À, rất là được may mắn là cả vài năm trước nghe cha đi ngang cái đài truyền hình SBTN, có nghe cha nói chuyện phỏng vấn gì đó, tình cờ hả con mới đứng nghe 2 phút, thì tới cuối cùng á thì con tìm tới cha nghe cha giảng ngày hôm qua và hôm nay nghe cha giảng, thì con cảm thấy cha là một người đồng chí của con. Dạ, xin thưa là con không phải là giáo dân, dạ thành ra có nhiều khi xưng hô cũng không có được đúng lắm, nhưng mà con xin nói vắn tắt rồi con sẽ có câu hỏi cho cha là thật sự mà nói, cha dạy là hiện nay đất nước Việt Nam rất là đang nguy, tổ quốc và dân tộc đang nguy biến. Cha nói là đạo đức thì suy thoái, kinh tế suy thoái, văn hóa suy thoái, ngoại bang thì xâm lăng, đảng cộng sản là điều chính. Đó là con đồng ý với cha và con là đồng chí của cha. Nhưng mà con cũng xin thưa với cha đó là theo con được học sử, tại con cũng rời Việt Nam rất là lâu, cũng 20 mấy năm rồi, chắc con cũng nhỏ tuổi hơn cha. Theo con biết là tổ quốc và dân tộc Việt Nam của chúng ta đã 5.000 năm dân hiến. Thì theo con được biết đúng vậy, con cũng đã từng về Việt Nam rất là nhiều lần, con đang quan sát cũng rất là kỹ, thì đúng thật sự những đời cha nói đúng hoàn toàn sự thật, đạo đức, văn hóa và kinh tế đúng vậy đều suy thoái cả. Nhưng mà con có rất là niềm tin, con có hy vọng giống như cha vậy á, là tại vì tổ quốc và dân tộc ta 5.000 năm dân hiến, những cái 35 năm cộng sản hay tính từ 45 tới giờ chỉ là bụi ở ngoài ảo. Nếu đúng vậy, chúng ta thật sự có cách, chúng ta thật sự đúng, tìm đúng cách, thì thật sự với tổ quốc và dân tộc của chúng ta phủi cái bụi cộng sản đó đi, dễ như trời, không có gì khó cả cha. Con bây giờ xin đặt câu hỏi đi ạ. Con xin đặt câu hỏi là người trẻ giống như con được biết được cha rất là may mắn, nhưng mà bây giờ con đến lúc phải làm giống như cha nói vậy, thì con xin hỏi cha là cái kinh nghiệm của cha ở Việt Nam đấu tranh và những cái kinh nghiệm của cha đã được đi rất là nhiều nơi trên thế giới, con không có cái kinh nghiệm đó, con xin hỏi cha hiện tại bây giờ lực lượng anh em thanh niên, thiếu niên và tuổi trẻ từ 40 trở xuống chúng ta thật sự có được bao nhiêu theo kinh nghiệm của cha, và nếu cha có biết được gì thì chia sẻ cho con, tại vì con cần phải làm cái điều đó. Dạ cảm ơn cha. Xin cảm ơn anh bạn trẻ có tinh thần chiến sĩ dân tộc và đất nước. Nếu có những người có tinh thần như anh ấy là có tương lai sáng lạn đấy, và cộng sản sẽ sớm phải giải thể, sợ những con người như thế này. Và cụ thể ở Việt Nam bây giờ cộng sản rất sợ những người trẻ như thế này, bây giờ bắt là toàn người trẻ chứ đâu có bắt người già, toàn độ tuổi 20-30 và dưới 40. Bạn của con đây là đi tù gần hết rồi. Thế thì con thấy thế này này, cái câu hỏi của bạn á là thứ nhất á, là con không thể biết được có bao nhiêu người đang dấn thân đấu tranh ở Việt Nam. Thực tế là con không thể biết được. Và nếu mà con có biết con cũng không giải thì con nói ở đây. Đấy là nói thật là như vậy. Còn á, con xin thưa, con đã nói lúc nãy rồi, là càng ngày càng có nhiều người dấn thân công khai công cộng, chết không sợ, tù không nặng, và càng ngày càng có nhiều hội đoàn, càng có nhiều nhóm dân cư vùng lên phản đối lại cái chế độ bất công và bất nhân. Thế nhưng cái thiếu ở Việt Nam hiện nay đó là sự tổ chức liên đới, nối kết tất cả những cái khối dân oan, đó là tất cả những người
đang có lòng yêu nước và thương dân, làm sao nối kết cả cái khối lại được với nhau, thuộc mọi vùng đất, mọi tổ chức, mọi tôn giáo lại. Cái đó là điều quan trọng và cần thiết, nhưng cái đó lại là bổn phận của các bác, là các công dân, là những người dân, là tín đồ của các tôn giáo ở trong nước và ngoài nước. Chứ còn chúng cháu đây là linh mục, chúng cháu không phải là những người làm chính trị chuyên nghiệp. Và nếu chúng cháu mà làm chính trị chuyên nghiệp là lập tức bị treo chém và treo micro ngay. Cho nên chúng cháu thấy bất công thì đòi công lý, thấy mất tự do thì đòi tự do. Chúng cháu chỉ dấn thân với tư cách là người giúp đỡ những nạn nhân của chế độ và lên tiếng đòi quyền làm người cho con người, thế thôi. Còn làm là các công dân phải làm, phải đứng ra tổ chức. Thì cháu rất mong là ở đây những người trong nước có những người dấn thân làm chính trị chuyên nghiệp. Và trong nước đã nhiều lần cháu giảng dạy đấy, cho các sinh viên, cho các nhóm dân. Cháu xin lỗi bác nha. Cộng đồng còn đang muốn nghe, mình cứ cho các bác thoải mái. Mình có ra nhà hàng muộn tí không sao. Ra nhà hàng lát nữa cháu sẽ lại nói những chuyện khác. Những chuyện mà hôm nay mình nói đây là chưa liên quan đến các cái vụ Thái Hà hay Hòa Tâm Xứ hay Đồng Chiêm, Đồng Linh cả. Chưa liên quan đến các cái kinh nghiệm đấu tranh cả. Có những kinh nghiệm đấu tranh của các bà, các cô, các anh, các chị nó hay lắm. Mà mình nói nó cũng vui. Ví dụ như cháu hồi bé mới vào đi tu thôi, có người bảo, các bậc trưởng thượng bảo cháu, các cha đi trước bảo cháu, các bác đi tù bảo cháu, nhớ nha con. Chơi với thằng này, các con phải nhớ ba chữ L nhá. Là thế nào? Nhớ ba chữ L là lý lì liều nhá. Nhớ đừng bao giờ quên. Luôn luôn có lý, luôn luôn dám lì và dám liều nhá. Nếu mà có lý dám lì dám liều thì cộng sản nó lùi, nếu không lùi nó cũng không lấn nhá con. Còn nếu mà không lý không lì không liều ấy nhá là nó sẽ lấn đấy, mà nó lấn một lần rồi nó lấn mãi. Thế ngay cái chuyện đó cháu chưa nói thế nào, lát nó ra kia cháu nói. Thế không? Thế thì ấy, cháu đang nói vậy để làm gì? Để cho xin thưa với cả nhà rằng là mình phải ý thức bổn phận của mình để dấn thân cho nó đúng mực. Mỗi người góp phần nhỏ bé mà nhiều người nhiều phần nhỏ bé góp lại nó thành to. Còn như chúng cháu đây là linh mục, thấy cái cảnh nó trước mắt như vậy mình phải dấn thân cực chẳng đã. Thế như chúng cháu ai chẳng thích suốt ngày ngồi trong nhà đọc kinh cầu nguyện, đọc sách giúp người nghèo, cái đó là nghề của chúng cháu. Và giảng đạo Chúa là nghề của chúng cháu. Ví dụ như giảng tin mừng, giảng lễ nhà thờ, giảng tĩnh tâm, đấy là nghề của cháu. Thế mà từ lúc ra ngoại quốc đến giờ, thiên hạ mời nói chuyện về tự do tôn giáo, về hiện tình đất nước, về kinh nghiệm đấu tranh thì nhiều, mà mới chỉ có một nơi mời cháu giảng tĩnh tâm và có độ 10 nơi mời mình giảng lễ. Thế mới biết rằng là thiên hạ nhiều khi cũng thích nghe chuyện thế gian hơn là nghe chuyện đạo nghĩa. Cháu giảng lễ nhà thờ Thái Hà họ biết, nhà thờ Thái Hà cháu giảng lễ là rất vui. Các cha nhà thờ Thái Hà giảng lễ rất vui, giảng nửa tiếng 45 phút thiên hạ vẫn coi như là không là gì cả. Và một bài giảng trong thánh lễ có khi vỗ tay cả hàng chục lần. Thế thì cháu nói nghề cháu là làm là phục vụ Chúa, phục vụ người nghèo, việc này cực chẳng đã chúng cháu mới phải làm. Mà đấy chúng cháu coi là một phần trong sứ vụ linh mục của cháu. Cho nên không ai có thể nói Nguyễn Văn Khải làm chính trị. Ai nói Nguyễn Văn Khải làm chính trị đấy là người nói liều, nói leo, nói láo. Bởi vì nếu Nguyễn Văn Khải làm chính trị thật thì lập tức các đấng bề trên theo luật của giáo hội đã treo chém tức không được dâng lễ, và đã treo micro tức không được giảng lễ rồi. Đấy, cháu phải nói thật như vậy. Bởi vì có nhiều người xấu bụng và nhiều người xấu miệng hay nói là Nguyễn Văn Khải làm chính trị đấy. Thậm chí có giám mục nói tay cháu nghe như thế. Nhưng mà các vị đó không có xét rằng là nếu quả thật một linh mục làm chính trị thì là bị treo chén ngay. Treo chén ngay, các bác biết. Cháu làm đây, nếu mà nói như Đức Giáo Hoàng John Paul II, nếu quý vị hiểu, đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho nhân phẩm con người, cho tự do đấy, nếu quý vị hiểu đấy là làm chính trị thì xin thưa tôi làm chính trị. Còn nếu mà bảo là làm chính trị đảng phái, làm chính trị đảng phái để mà giành quyền lãnh đạo quốc gia dân tộc thì xin thưa chúng cháu không bao giờ. Và cái đó là cấm tuyệt đối với các linh mục. Cháu xin hết, xin mời các bác. Cảm ơn cha.